đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98 Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức Medium game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này, cái Lucky Winner Number. Cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào. Sau đó điền địa chỉ ví vip 20 các bạn tạo trên Coin98 Super App là có thể tham gia. Thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về cái uh, Terra Drama nhiều tập đi. Thì trước khi chúng ta nói về cái quả bỏ phiếu hiện bây giờ ra sao đó, chúng ta hãy nói tới là cái phiên bản được bỏ phiếu là như thế nào. Tại vì chúng ta thấy được là DoCon lại chỉnh cái phiên bản bỏ phiếu lại một lần nữa. Đây là cái phiên bản mới nhất và cuối cùng của DoCon, là cái phiên bản mà đang được bỏ phiếu hiện tại. Nó khác với lại cái phiên bản mà thường đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua. Một chút để thường chia sẻ chi tiết với các bạn. Thì như đây thường chia sẻ trên mạng xã hội đó, thì update là DoCon điều chỉnh lại, đề xuất, và phiên bản cuối cùng như sau đây là các phiên bản đang được bỏ phiếu thì cũng như vậy họ sẽ tạo ra một cái chuỗi Terra mới và sẽ không có stable coin thực toán chuỗi cũ đó sẽ được gọi là Terra Classic Token là NUNC và cái chuỗi mới đó được gọi là Terra Token tiếp tục vẫn giữ là Luna LUNA thì Luna đó sẽ được airdrop cho người nào mà stake Luna Classic những người nắm giữ Luna Classic những người nắm giữ token UST còn lại và cái nhà phát triển ứng dụng cần thiết của The Classic thì cái ví của team đó, của The sẽ không có tham gia vào cái airdrop này đương nhiên họ sẽ không tham gia để cho cái airdrop nó sẽ lớn hơn cho những người mà nhận được nhưng mà khi mà nhận được đó, các bạn sẽ không thể bán ngay lập tức được đâu chỉ bán có thể là một phần nhỏ mà thôi nhưng mà phần lớn đó là cần phải bị lock lại trong một thời gian để thằng chia sẻ thêm chi tiết với các bạn và kế tiếp đó, thì họ nói là cái phần thưởng staking cho cái chuỗi mới đó là 7% để khuyến khích mọi người tham gia staking và cái chuỗi mới của Terra. Thì cái số lượng token này phân phối ra sao họ sẽ chia ra làm 5 phần. Phần đầu tiên đó họ gọi là cái quỹ cộng đồng là 25% của tổng nguồn cung sẽ được kiểm soát bởi quỹ quản trị. Thì 10% đó dành cho các nhà phát triển và sẽ phân phối ra sao? Phân phối trở thành là phân bổ khẩn cấp 0,5% tổng nguồn cung ngay sau khi khởi động mạng lưới nếu như mà một nhà phát triển đã cam kết có sản phẩm trên một năm cho cái mạng lưới mới. Kế tiếp đó là chương trình dành cho nhà phát triển vẫn hỗ trợ theo Classic cái mạng hiện tại đó 30 ngày qua một phần nguồn cung sẽ dành cho những nhà phát triển đó tiếp tục là hỗ trợ theo Classic là 1,5%. Cái số lượng tiền này đã sẽ bị lock một năm có nghĩa là không thể bán được liền và trả hết trong vòng 3 năm sau đó. Và kế tiếp đó là chương trình dành cho nhà phát triển mạng mới 8% nguồn cung. Cái nhà phát triển ứng dụng thiết yếu đó có thể kiếm được cái số lượng token airdrop này tính theo tỷ lệ của cái số tiền lóc lại ra mỗi quý trong vòng 4 năm. Thì đây là cái cách phân bổ 10% cho nhà phát triển trong cái con số 25% của quỹ cộng đồng này. Và thứ nhì đó các bạn thấy được là người nắm giữ Luna trước khi bị tấn công đó sẽ nhận được tổng cộng là 35% của tổng cái nguồn cung mới. Thì họ chia làm hai phần. Đối với cái ví Luna mà có dưới một triệu token ấy, thì sau khi nhận được các bạn sẽ bị lock là một năm có nghĩa là không bán được liền và trả hết trong vòng 2 năm sau đó Đối với cái ví mà có Luna hơn một triệu token ấy, thì sẽ bị lock là một năm cũng tương tự và sẽ trả hết trong vòng 4 năm Phần thứ ba đó là họ sẽ dành ra 10% chia cho người mà nắm giữ AUST trước khi mà bị tấn công thì cao nhất mọi ví đó sẽ là 500 ngàn Họ nghĩ là cái con số 500 ngàn này đó sẽ bao gồm hầu hết tất cả các ví Là 99,7% của tất cả chủ sở hữu Nhưng chỉ ở mức là 26,72% USD mà thôi Tôi cũng chưa hiểu lắm nhưng mà theo thường hiểu đó Là cái phần bồi thường chỉ là 26% của cái số trong ví mà thôi Chứ không phải là bồi thường 100% Đương nhiên làm gì mà có cái số lượng tiền để mà bồi thường hết tất cả mọi người 100% được nhưng mà điều quan trọng đó là khi mà các bạn nhận được cái số lượng airdrop này đó thì 15% được mở khóa ngay khi được trả. 85% còn lại sẽ trả hết trong vòng 2 năm sau đó với 6 tháng khóa. Và thứ tư đó là họ sẽ chia ra 10% tổng nguồn cung mới cho những người nắm giữ Luna sau cuộc tấn công. Thì 15% đó được mở khóa khi trả. 85% đó còn lại sẽ trả hết trong vòng 2 năm sau đó với 6 tháng khóa. Và phần cuối cùng đó là thứ năm họ dành ra 20% Dành cho người nắm giữ USD sau cuộc tấn công Thì 15% đó được mở khóa khi trả trăm còn lại sẽ trả hết trong vòng 2 năm sau đó sáu tháng khóa Thì định nghĩa của họ đó Thì trước cuộc tấn công đó Có nghĩa là cái lock sẽ được chụp lại Ở mức là 7544910 Ở cái blockchain hiện tại Sau cuộc tấn công đó Sẽ được chụp lại ở cái lock đó là 7790000 Thì các bạn thấy được là chúng ta phần lớn đó thấy ngoài cho các bạn là một nhà phát triển mà khẩn cấp mà họ cần đó thì các bạn mới có thể nhận được cái số lượng lưu nào mới và bán được liền nếu như mà các bạn không phải thì cần phải bị lóc lại một thời gian dài cho nên phần lớn đó, cái số lượng này sẽ bị lóc lại một thời gian dài nhiều người sẽ nhận được token nhưng mà họ cũng không làm gì được đó là cái đề xuất mới nhất và cuối cùng của Dogecoin và đây là đề xuất mà đang được bỏ phiếu thì cuộc bỏ phiếu tới đâu rồi các bạn thấy được là cuộc bỏ phiếu đó thường đã chia sẻ hồi sáng này đó chính là cuộc bỏ phiếu đang diễn ra đó là lúc mình thường chia sẻ cách đây là 7 tiếng đồng hồ đó thì chúng ta được là có bốn cái sự lựa chọn bên dưới này đó chính là yes, abstain, no và no with veto thì có nghĩa là gì? có nghĩa là các bạn thì được là bốn cái phần này đó yes người này đồng ý, abstain có nghĩa là bỏ phiếu trắng, no quyền là không đồng ý, còn phần còn lại là no with veto có là cực kỳ không đồng ý. Theo đường hiểu đó là nếu như thông qua thì cái nhóm người này có thể là họ sẽ bỏ luôn nào luôn và không tiếp tục ở lại. thì kết quả hồi sáng này đó là 89% mươi là đồng ý rồi 2.15% bỏ phiếu trắng 0.25% là không đồng ý 8.26% là cực kỳ không đồng ý Có nghĩa là veto họ sẽ bỏ Luna nếu như mà thông qua Thì cái cuộc bỏ phiếu này làm nhiều người cũng rất là ngạc nhiên Tại vì khi mà bỏ phiếu cộng đồng đó Trước khi bỏ phiếu chính thức các bạn thấy được à, là hầu hết cộng đồng là không đồng ý với cái đề xuất này của Do Kwon. Nhưng mà cuối cùng 89% là bây giờ đồng ý Thì dựa theo tài liệu này đó thì khả năng Harford Luna và Luna Classic rất là cao Tuy nhiên đó, nhiều người cũng chỉ ra là khi mà bắt đầu đó, bỏ phiếu thì đã có sẵn 11 triệu phiếu bỏ Yes rồi Các bạn thực đây là cái tài liệu được chụp lại khi mà họ bắt đầu bỏ phiếu đó Chúng ta thấy trên màn hình khi mà bắt đầu đó đã có 11 triệu phiếu bỏ Yes Các bạn thì những cái phiếu khác như là phiếu trắng à, không đồng ý hay là không đồng ý và sao bỏ dự án đó thì hầu hết là phần trăm là 0% Các bạn thấy được tất cả đều là 0% Ngoại trừ là 100% của 11 triệu ví đầu tiên là vào Yes Điều này có phải là cơ chế hoạt động của bỏ phiếu hay không thì cũng không có rõ Nhưng mà điều này cũng làm cho nhiều người đã có nhiều câu hỏi là tại sao lại có sẵn 11 triệu phiếu khi mà mới đầu bỏ phiếu như vậy Nhưng mà kết quả bây giờ ra sao? Kết quả bây giờ đó các bạn thấy được là tổng cộng là còn 6 ngày nữa mới kết thúc cuộc bỏ phiếu Nhưng mà thường nghĩ là có thể kết thúc sớm hơn khi mà họ đạt được cái số phiếu cần thiết Các bạn thấy là trên màn hình á Bây giờ là 87% là đồng ý, 1,63% là bỏ phiếu trắng. No đó, không đồng ý chỉ có 0,37% mà thôi và no veto bây giờ đã tăng lên là 10,5%. Đó là cái kết quả hiện tại. Nhìn vào kết quả này ra thì khả năng thường nghĩ là rất cao là sẽ dẫn đến chúng ta sẽ có cái mạng lưới tách rời ra Terra và Terra Classic Nói tới đây thì các bạn thấy là một trong những cái người mà cũng mất nhiều tiền trong cái vụ theo này đó chính là tỷ phú May Nomorax mà gần đây rất nhiều người chọc quê ông ta tại vì Nomorax là một người mà rất là ủng hộ Luna trước đây và thậm chí các bạn thấy được là May Nomorax cũng xăm cái hình Luna ở trên cánh tay của ông ta và đương nhiên trong cái vụ kiện này nhiều người đã cũng chọc quê May Nomorax nhưng mà tỷ phú May Nomorax gần đây cũng không có lên tiếng nhưng mà lần này đó ông ta cũng đã lên tiếng nhưng mà không phải là ông ta À, chỉ trích ai hay là cái lộn vai trên mạng hay là ông ta cũng không có à, giống như đã nói à, tôi là tỷ phú thì mất một số tiền này cũng không có đáng là bao nhiêu. Mindorasser thật ra đưa ra một cái bài viết dài ba trang và bài viết này đó nêu ra được những cái lỗi lầm mà ông ta và đội của ông ta đã dắp phải khi mà đầu tư vào luna khi là Mindorasser không có chỉ đơn giản là nói cho qua mà thật ra Mindorasser hầu như đã có cái sự tìm hiểu trong vòng mấy ngày hôm nay và đưa ra một cái lá thư cho những cái người đối tác của ông ta và những bạn bè của ông ta, những cái cổ đông của Galaxy Digital đó mà thường cảm thấy cũng rất có giá trị. Thì uh, Minoras nói đó là trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, 40 tỷ đô la đã bị biến mất đi tại vì cái vụ liên quan tới Tuna và UST này và thường đó các bạn thấy được là chúng ta hay nói là các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư nhưng mà thật ra đó may Nouras nói là ngay cả công ty Galaxy Digital là một công ty lớn đầu tư và Minoras có biết bao nhiêu người làm việc với ông ta, biết nhiêu người có thể là tìm hiểu thêm, tìm hiểu kỹ hơn và ngay cả ông ta có thể nói chuyện trực tiếp về Dogecoin hay là bất cứ một ai cần thiết. Ngay cả những cái đó đó cũng không thể nào chắc chắn được. Các bạn thì được là kết luận thì Galaxy Digital đầu tư vào một số tiền vào trong Luna rồi sau đó đã bị mất đi các bạn thấy tại vì cái tình hình như thế này và ngay cả ra thì digital đó có biết bao nhiêu người phân tích có biết bao nhiêu số lượng tiền để có thể tìm hiểu kỹ hơn nói chuyện với bất cứ ai mà họ có thể cần nói chuyện nhưng mà kết quả đó thì trong thị trường này các bạn thấy khi mà chúng ta rời khỏi Bitcoin hay là Ethereum đó thì phần còn lại đó thật ra mà nói rất là khó nói nhất là những đồng mà càng nhỏ đó càng khó tìm hiểu thông tin hơn và Chứ dù các bạn tìm hiểu cấp mấy đi nữa đó thì khả năng các bạn vẫn có thể đưa ra lập luận sai Cho nên như bạn nào mà đã lầm hay là các bạn đang tự trách về cái dự Luna này Các bạn nên nhớ là ngay cả một quỹ đầu tư lớn như là Gia Digital Có biết bao nhiêu người vẫn có thể đưa ra lập luận sai và đầu tư vào The Luna My nói đó là cũng đã tìm hiểu rất kỹ về The Luna rồi Và lý do tại sao đó mà cái quỹ đầu tư Gia Digital đầu tư vào The Luna Hồi quý 4 của năm 2020 đó không phải là vì UST như là nhiều người nhưng mà khi mà họ mới bắt đầu tìm hiểu đó thì họ rất là có thú với một cái ứng dụng có tên là Chai App. Chai App này là một cái ứng dụng thanh toán trường hiệu là ở Nam Hàn và ở thời điểm đó đó hồi quý 4 của năm 2020 đó đây là ứng dụng trong top 5 của những ứng dụng tài chính ở Nam Hàn vì lý do đó đó Minerals nghĩ là có 1,8 triệu người đang dùng và tương lai của chai app này đó rất là tốt và chai app này đã ứng dụng này là ứng dụng trên mạng lưới của Terra vì lý do đó đó Minerals nghĩ là Terra là một cái mạng lưới mà sẽ được nhiều người ưa chuộng cho nên đã đầu tư vào Terra Luna thời điểm đó rồi sau đó là sao sau đó, đó thì Minerals nói là có hai yếu tố lớn dẫn đến sự kiện này Trước hết là chúng ta thấy là cái tình hình chung của tất cả thị trường có nghĩa là kinh tế vĩ mô đó không được tốt dẫn đến là tất cả những tài sản đều bị bán dẫn đến là Bitcoin Ethereum cũng xuống nhiều chứ đừng có nói tới là những cái altcoin nhỏ hơn cho nên chúng ta thấy được là điều này gây cái áp lực bán cho những nhà đầu tư đã có sẵn thêm vào đó nữa là cái sự kiện liên quan tới UST bị mất phép dẫn đến cái áp lực bán nó còn mạnh hơn nữa bị dẫn đến kết quả của ngày hôm nay nhưng mà những điều đó nó cũng không quan trọng quan trọng đó là cái số tiền đã bị mất đi đối với Minoras nhưng mà ông ta rút ra được bốn kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cho mọi người thì bốn kinh nghiệm đó là gì kinh nghiệm đầu tiên đó thì mai nói là cái điều mà ông ta cảm thấy an ủi nhất đó là trong cái quỹ đầu tư của ông ta rất là đa dạng hóa có nghĩa là theo luôn này chỉ là một phần mà thôi chứ không phải là tất cả đa dạng hóa đã giúp đỡ được cho ông ta trong cái sự kiện này thì có nhiều bạn cũng sẽ nói là có một câu nói của Warren Buffett đó. ông ta đã từng nói là sự đa dạng hóa là sự bảo vệ chống lại sự thiếu hiểu biết nó không có ý nghĩa nếu bạn biết bạn đang làm gì nhiều người sẽ lặp lại câu nói này nhưng mà thật ra đó không phải là ý nghĩa thực sự của Warren Buffett và các bạn nên nhớ đó là ngay cả Berkshire Hathaway của Warren Buffett đầu tư một đống công ty luôn các bạn thấy là họ sở hữu biết như là cổ phiếu của rất nhiều công ty từ công ty truyền thông đến công ty công nghệ đến những cái ngân hàng đến những công ty tài chính đến những công ty bảo hiểm rất là nhiều rất là nhiều những cái loại công ty khác nhau cho nên ngay cả Warren Buffett các bạn thấy được là Berkshire Hathaway cũng cực kỳ đa dạng hóa luôn Cho nên Warren Buffett đương nhiên rất thích đa dạng hóa rồi chứ không phải là không đa dạng hóa đâu Đa dạng hóa như một đầu tư đó các bạn không all in một cái dự án nào đó mới là cách bảo vệ tốt nhất Thứ gì nữa đó là lúc mà có cái sự tăng trưởng nó chúng ta cần phải biết để mà chốt lời cực kỳ quan trọng Thứ ba đó đó chính là cần phải có một cái khuôn khổ quản lý rủi ro Điều này rất là quan trọng luôn Thì cũng có một bạn đó, để lại một cái comment thì cảm thấy cũng khá thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn thì bạn này đơn giản nói là nếu như mà thường thực sự có lòng tin với lại bitcoin như vậy thì tại sao mà không một all in đi tại vì nếu như tin sau này giá sẽ tăng thì all in có gì đâu đâu cần phải sợ thật ra đó cái từ all in đó, đối với thường là một từ thật ra dành cho những người nào mà thích cờ bạc mà thôi đối với thường đó, đầu tư các bạn không thể dùng cái từ all in được các bạn cần phải có cái khuôn khổ quản lý rủi ro tại vì rủi ro đó là không thể tránh khỏi điều mà các bạn cần phải làm đó chính là quản lý chứ không phải là trốn tránh rủi ro và không thể dùng cái từ sợ được nếu như sợ thì đã không đầu tư rồi cái mà các bạn cần đó chính là quản lý rủi ro giống như là các bạn nói là các bạn có thể đi làm kiếm tiền các bạn xài hết ngày hôm nay ngày mai có thể đi làm kiếm thêm tiền sợ gì nhưng mà các bạn làm sao biết được ngày mai các bạn có bị bệnh hay không cho bạn ngày mai đó nếu như mà tình hình kinh tế làm mày khủng hoảng các bạn mất việc thì thì như thế nào Dưới điều đó các bạn hoàn toàn không thể quản lý được cho nên các bạn cần phải quản lý rủi ro có các bạn thấy được là nhiều người cũng nói là ở Cali đi ở Hoa Kỳ thì ai lái xe hơi ra cũng có bảo hiểm hết thì các bạn cứ lái thoải mái đâu cần phải sợ đâu lỡ như mà có tai nạn thì bảo hiểm đền có gì đâu phải sợ không phải là sợ mà các bạn cần phải quản lý rủi ro đầu tư cũng là như vậy nếu như mà các bạn all in bây giờ hay là bất cứ thời điểm nào mà tình hình kinh tế hay là tình hình của cái mạng đầu tư các bạn không như mong muốn mà có cái sự cố xấu thì các bạn làm sao để có thể là tiếp tục trung bình giá làm sao các bạn có thể là tiếp tục có những cái chiến lược kế tiếp khi các bạn đã hết tiền rồi thực ra đối với thuần đó các bạn không có oil các bạn chia ra đầu tư đa dạng hóa của những chiến lược dài hạn đó thì cái đó mới gọi là không có sợ có nghĩa là những lúc mà mọi người sợ các bạn vẫn có thể tiếp tục đi theo chiến lược của mình thì đó mới là những người mà thật sự đã có lòng tin đây cũng là điều mà được nói tới bên may trong cái điểm thứ ba này và cuối cùng điều thứ tư mà được nói tới bên may chính là tất cả những mảng đầu tư đó đều liên quan đến kinh tế vĩ mô chúng ta không thể chỉ nhìn riêng một mảng đầu tư nào mà các bạn cứ nhìn riêng một cái phần đó trong thị trường và đưa kết luận được các bạn phải nhìn chung tất cả như chúng ta đã thấy rồi khi mà tình hình kinh tế bất ổn nó thì các bạn không không biết đầu tư cái gì các bạn có thể là lưu trữ vàng các bạn có thể là lưu trữ crypto lưu trữ trái phiếu các bạn đều thấy tất cả đều đi xuống cùng một lúc cùng với lại thị trường stock hiện bây giờ thì đây là những gì mà được chia sẻ bởi Mike Novak cảm thấy là cũng khá là thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và kết luận đó thì Mike Novak nói là chúng ta cũng rút bài học mà thôi vẫn tiếp tục tin tưởng vào trong thị trường này thì nhiều người đó đương nhiên là sẽ chọc quê Minoras Vì những gì mà ông ta đã làm Một cái cách ngu xuẩn giống như là xăm hình Luna lên trên tay của mình vân vân Nhưng mà đó các bạn có thể dễ dàng cười Minoras nhưng mà các bạn đừng quên Tới cuối cùng đó thì Minoras là một người là tỷ phú hiện tại Kiếm được rất nhiều tiền trong thị trường này những lúc mà nhiều người lo sợ, những lúc mà nhiều người không có lòng tin các bạn thấy được là Mike đã đầu tư Bitcoin từ năm 2013 và trở thành tỷ phú. Năm 2015 đó Miner là người mà mua Ethereum ở mức giá là 99 cent Các bạn có thể nói là lúc đó đâu có ai bán đâu Năm 2015 thì Ethereum đâu có trên sàn Các bạn có biết là Miner là người mà mua Ethereum trực tiếp từ Vitalik hay là không Mua 500 000 Ethereum từ Vitalik và Joe Lubin Có nghĩa là thời điểm này đó Miner tới trực tiếp kiếm Vitalik năm 2015 và Joe Lubin của consensus và mua lại một số lượng lớn Ethereum và đã trở thành tỷ phú. Cho nên chúng ta thiệt là cuối cùng thì các bạn có thể cười Minoras và ông ta hoàn toàn chấp nhận là phạm một cái sai lầm. Nhưng mà cái cuối cùng thì các bạn thấy được là những sai lầm mà Minoras phạm bao nhiêu năm nay có thể còn nhiều hơn đó nữa. Nhưng mà những cái thành công so với những cái thất bại đó vẫn khiến cho Minoras ngày càng có cái sự thành công nhiều hơn trong đầu tư thì thùng muốn trích dẫn một phần nhất là những lúc như thế này các bạn thấy được là lúc mà thị trường tăng cao đó thì nhiều bạn bè sẽ gọi các bạn người thân sẽ gọi các bạn làm sao để tham gia thị trường này và những người mà không thích các bạn đó họ sẽ im lặng nhưng mà khi mà thị trường không tốt đó là sẽ có người chọc quê các bạn có người nói là các bạn quá ngu xuẩn tại sao lại đầu tư vào trong thị trường này nhưng mà các bạn có thấy là cái giá của btc thị trường này năm nẻo này năm nọ đều phát triển những người mà chế nhạo những người mà mua Bitcoin ở lúc 1.000 đô khi mà cái đợt đi xuống từ 1.000 còn 200 đô đó đó bây giờ đâu rồi khi mà Bitcoin bây giờ vẫn mức là 29.000 đô những người mà cười nhạo những người mà mua Bitcoin ở đỉnh năm 2017 đó bây giờ đâu hết rồi khi Bitcoin bây giờ vẫn là 29.000 đô cho nên á, một cái điều thần rất là muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thường sẽ trích dẫn một cái đoạn được nói tới bởi Theodore Roosevelt năm 1910 thì các bạn thấy được những người đó mà thích phê bình không quan trọng những người mà thích chế nhiễu người khác đó bắp ngã như thế nào cũng không quan trọng công lao thuộc về người thật sự ở trong đấu trường khuôn mặt hoen ố vì bụi và mồ hôi và máu người đã nỗ lực anh dũng người vấp sai lầm và thiếu sót lập đập lại bởi vì không có nỗ lực mà không có sai lầm hay là thiếu sót đó thì họ sẽ không thành công họ là những người đam mê họ cống hiến lớn lao họ là người dành bản thân mình cho một mục đích xứng đáng Cuối cùng thì ai là người giỏi nhất, hưởng vinh quang khi chiến thắng và bị chế nhiều khi thất bại thì ít nhất đó họ nếu như thất bại đi nữa đó thì cũng là một người dám thử và sẽ mãi chiến thắng những tâm hồn lạnh lùng và rụt rè người không biết chiến thắng hay thất bại là gì. Theodore Roosevelt về thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được những cái giá trị trong cái video này. Và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô link của Thuận Capital. Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance. Các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNX và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hành nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.